Sáng 27 tháng 7 tại phường Pom Hán, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thành phố Lào Cai và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã phường khu vực phía nam thành phố Lào Cai. Tham dự có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lào Cai. Tại hội nghị tiếp xúc đã có 15 ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề như cấp quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân ổn định đời sống, khắc phục tình trạng giao thông xuống cấp, tình trạng khai thác cát sỏi gây nguy cơ sạt lở các bãi bờ sông. Hiện nay là các trên khu vực bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Giao Ngay, hiện nay nó có các tàu khai thác cát làm ảnh hưởng đến đất bãi canh tác của bà con. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải quyết cái tàu hút cát đấy để không làm ảnh hưởng đất cát sạt lở của canh tác của nhân dân hai bên bờ sông. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Trường Sơn đã ghi nhận giải đáp các kiến nghị của cử tri, mong muốn cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp các ý kiến, kiến nghị vì sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh. Với những kiến nghị của cử tri về chính sách, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển các cấp liên quan xem xét giải quyết.